Vũ Nhân kính chào quý vị khán thính giả đài truyền hình SBTN. Thưa quý vị, hôm nay là sáng thứ sáu, ngày 16 năm 2015. Vũ Nhân đang đứng ở tại thành phố Bakersfield. Nơi đây quý vị đi xuống freeway 5 là đã bị lót đường. Và thưa quý vị, đây là cái đường đi lên đèo để mà đi xuống. Nếu quý vị đi xuống Santa Ana, Los Angeles hay là San Diego, quý vị phải đi ngang qua cái đèo này. Và quý vị đã thấy đó, đây là cảnh sát và đang đứng để chặn lại không cho xe lên đèo. Và quý vị đã thấy trong hình là nhiều xe tải cũng đang dòng trở ngược trở về đi lại. Thay vì mình đi hướng nam thì bây giờ phải đi ngược trở lại về hướng bắc của cái freeway 5. Và thưa quý vị, bây giờ là 11:30 sáng thứ sáu ngày 16 năm 2015. Dưới chân đèo của freeway 5. On the 5 freeway, go west on the 46 and then south on the 101. That'll take you to LA and then you can figure it out from there. Oh, 46? Yes, sir. Long from here, how long from here to 46? Hours. Đi qua cái freeway 58 đi lên Las Vegas cũng bị lóc đường luôn. Và thưa quý vị, như quý vị đã thấy, xe đứng hàng, không biết bao nhiêu mai mà kể. Và một số người đã vòng trở lại. Và Vũ Nhân kính mời quý vị chia sẻ tâm tình của những người lái xe đang vòng trở lại. Chào anh, xin anh có thể cho quý vị khán thính giả đài truyền hình SBTN biết được anh đi từ đâu và đi từ Fresno đi qua Las Vegas để dự đại hội Đức Mẹ La Vang. Nhưng mà trên đường đi qua freeway 58 thì thổi tối qua mưa to gió lớn quá cho nên nó bị mudslide với lại rockfallen cho nên nó block all the freeway, so we have to waiting until cho tới 5 giờ chiều để mà freeway nó mới mở lại đó. Có thấy như thế nào về cái trường hợp kẹt xe? Cái chuyện này là chuyện ngoài dự tính của tất cả mọi người. Ý Chúa định như thế thì chắc Chúa cho mình cơ hội đi vòng vòng. Thì được tới đâu hay tới đó thôi. Không có cách gì, không có làm gì được hơn nữa. Đi bắt đầu ở nhà đi 7 giờ sáng. Rồi đi 2 tiếng đồng hồ. Gần thì tới Bakersfield, gần lại đường đi Las Vegas. Thì đi xuống cái đường nó kẹt điểm được nữa. Và đồng hồ ở chỗ đó thì cũng sương mù nữa, cái kẹt dài nghĩa là không biết bao nhiêu cỡ nữa, mà rồi cũng sợ, người ta nói là sợ là bị accident rồi này kia nọ, rồi cũng hơi lo vì xe cộ nó quá nhiều. Vũ Nhân, chương trình cho đài truyền hình SBTN từ thành phố Bakersfield.